Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Rất là giống sóc bay. Đó. Rất là dễ thương, chồng quay mà ngoan ghê chứ. Dạ, dầm con tính. Này tại vì em nuôi đầu tiên á, nuôi nó chơi nhiều, nó thuần. Chứ tụi này em thấy nó nhanh lắm à. Dạ đúng rồi, nhanh, tại con này nó chơi nhiều. Nó mới mua về chơi nhiều, thuần. Dễ thương. Nhà con mình nó ngoan. Này đực. Đực luôn. Có hai viên bi, nó cũng dễ phân biệt với tính. À có hai viên bi ở đây mà không thấy hàng quá đâu ta. Dạ. Hàng quá nằm đâu, nằm giấu hả? Cất à. Cất vô trong hả? Dạ. Ồ. Rất là dễ. Xin like nha. 600 người coi. Ôi bắt đầu cắn. Cũng cạp cạp rồi. Nó sống về đêm anh. Dòng này sống về đêm như sóc bay vậy, sống về đêm. Chỉ ăn bằng đêm thôi. Nó cho ăn cái gì ta, em cho ăn cái gì? Trái, nó ăn dễ lắm, trái cây nè, rồi thức ăn của hạt của hamster nè, sâu dế khô, rồi rau củ quả gì làm lát hết. Okay. Nói chung là nó cũng dễ. Rất là dễ thương. Cái này là massage cho ta? Cái này là bị lố sai với mắt sai. Lố sai à, đúng ra nó ốm hơn hả? Nó phân nửa con này thôi, con này tại vì nó ăn quá, ăn luôn cái này nó mới được vậy. Thật ra nó chỉ có bằng phân nửa thôi, nó khoảng chừng mười mấy gram mà là mắc sai rồi đó. Ok. Con này nó đường chắc cũng 30 gram rồi. Cái mặt nó cưng. Hello, mình là Nam Ngô. Hôm nay mình sẽ đi giới thiệu với các bạn một cái dòng sóc bay rất là dễ thương luôn. Ôi lộn, sóc chuột, này sóc chuột chứ không phải sóc bay, sorry, bị lộn. Một cái sự pha trộn về gen ha, rất là dễ thương luôn. Mình đang nói về cái kiểu hình thôi chứ mình không có nói về cái kiểu gen ha. Có nghĩa là cái kiểu hình đây là có cái đuôi của con sóc bông và cái body này là của con giống như con chuột vậy, con sóc bay ha. Rất là dễ thương, tròn ấm mà. Thì cái dòng này thì mấy bạn chơi thì mấy bạn bỏ túi đi chơi đem đi ốp này nọ bình thường. Rất là dễ. Hôm bữa anh đi ốp mấy lần gặp mấy bạn bỏ túi nè, ghét lắm. Cái này nó gen thần chủng không ta hay là một cái gen lai giữa không, hai dòng? Không, nó thần chủng anh, nó là một loài sóc đêm á. Bữa em có coi trên cái VTV2 người ta có giới thiệu về cái dòng này á. Nó sống trên cây. Nó sống trên cây, sống về đêm, nó ăn tạp, nó ăn cái cây côn trùng, bắt côn trùng nó ăn. Giờ lại này trong nuôi nhốt mình vẫn cho nó ăn sâu rồi chứ hả? Dạ đúng rồi, sâu, rồi dế, rồi côn trùng, thức ăn hạt của hamster, mấy cái hạt ngũ cốc á, bỏ vô, rồi trái cây. Cái cây chính đó là nó quất hết. Rồi lá rau muống, lá salad gì nó làm cũng lát hết. Nói chung là nó dễ, ăn thịt nó cũng ăn luôn. Thịt luộc á. Thịt luộc. Nói chung phải luộc lên thì nó cũng ăn. Nói chung là nó tạp hơn. Vậy là tụi này leo trèo rất là giỏi luôn. Đúng rồi. Nó có pha trộn với con sóc mà. Con này sống về đêm á mà anh chơi trong cái chuồng setup với chuồng con hamster cho queo này nọ rồi nó chạy queo hay hơn hamster. À chạy queo hay luôn, anh vừa tính hỏi á. Dạ. Chạy hay hơn luôn hả? Hay hơn. Chơi dữ hơn. Ồ, thông minh luôn nè. Không thông minh. Hamster thông minh hơn. Đúng rồi, hamster thông minh, nó thì không có thông minh. À. Tại vì nó nói chung là nó cũng xa con người quá, mình mới làm cho nó làm thành pet đây thôi cho nên nó cũng chưa có IQ. Nhưng mà các bạn biết thích nhất là cái đuôi rất là đẹp. Dạ. Đuôi xù 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 ra đặc trưng. Nhìn đuôi nhớ đuôi con sóc nè. Dạ. Mềm mại, đầu ngoan rồi đó, đầu nằm ngoan. Mà khi nó đậu trên tay mình là mình cảm giác nó đang rung. Dạ. Hơi rung rung. Đúng rồi. Nó chạy nhanh lắm ha. Đúng rồi, chạy nhanh lắm á. Thì con này là do em nuôi nó thuần, nuôi đầu tiên á, cho nên là nó thuần mình nuôi, lúc đó mình nuôi ít á, mình nuôi nó chơi nó nhiều quá, thành ra nó được dạy với mấy con kia nó nhanh. Các bạn muốn nuôi được con này nó vậy là phải dạy chơi nhiều. Ừ. Chứ không phải là bản chất là nó hiện vậy. Nó nhát, nó phải là nó ấy, nó nhát. Em có thể chia sẻ một chút xíu về cái kinh nghiệm thuần tụi này không? Thì nếu mình đem về thì mình sẽ đem những cái con nhỏ nhỏ một chút, rồi mình cho ăn, mình cầm ra chơi vậy đó. Gán cầm chơi nhiều, nói chung nó cũng quen mùi. Thì nó cũng quen hơi tai mình. Dạ đúng rồi, quen, nó thói quen. Rồi cho nên là mình sẽ ấy được thôi. Nói chung là từ từ, cái gì cũng phải từ từ. Cái này nó chưa phải là thuần pet. Mình mới ấy thôi. Nó nhảy từ điểm này qua điểm khác giỏi không ta? Cũng không, thấy thì nó không nhảy mà nó chạy thì gọi là siêu lẹ. Siêu lẹ luôn á. Nó siêu lẹ, so với sóc bay thì sóc bay không có cửa chạy vậy đó. Hai cái lỗ tai ghét không bạn? Hai lỗ tai chút xíu siêu. Hai lỗ tai chút xíu à. Dễ cưng. Nuôi thì không có tốn diện tích nhiều anh đó, anh thấy anh em nuôi chỉ trên cái hộp nhựa thôi. Hộp nhựa nhỏ vậy là nuôi được rồi đó. Hộp nhỏ 40 ngang, dài 40 ngang 20, cao 15 xăng là đủ rồi đó. Em để trong này là để cho cái chỗ cho nó ẩn núp á hả? Đúng rồi anh, cái này nó phải có chỗ ngủ, tại vì nó sống về đêm mà, ban ngày nó phải ngủ. Thì mình để cái khay giấy là được rồi. Để lại cho cá ăn hạt nè, ăn tùm lum mấy cái trong này là mình để mấy cái dăm bào cưa, dạ mùng cưa để cho nó ấy, nó không hôi. Cái này em thì cả tháng cũng chả xia. Rồi trong này chén mình nước. Cho thức ăn hạt. Dạ. Chén nước cái cây hạt hướng dương, hạt hamster gì nó quất láng hết. Coi như ăn sâu tạp dế khô gì nó làm được hết á. Nói chung là nó dễ, nó không có kén đồ ăn.
mà nó sinh đẻ dễ không ta? Sinh đẻ dễ, có những cái chuồng em có baby á. Đâu cho anh coi quá. Quá đã luôn các bạn, quá là dễ thương luôn. Hello mấy anh em mới vô nha. Xin chào Red Wing nè, Thắng nè, 2K8 nè, Minh Tuyến nè, Hacker nè, gì Hacken nè. Ok, xin chào anh em nha. Đây cho anh em coi một cái bài sóc chuột mới đẻ. Ôi có mang chuột con ghê, dễ thương á. Đây anh ta. Cái này mới mở mắt. Cái dòng này thực ra ngoài nó không có màu trắng, tại mình do mình nuôi trong cái chuồng nuôi nhốt mình lai tạo hay sao á, nó vô tình ra đột biến. Có những con full trắng luôn. À có nghĩa là trong tự nhiên là nó không có màu trắng hả? Dạ nó màu xám thôi, đơn thuần một màu xám này thôi. Thì trong quá trình nuôi nhốt rồi mình lai tạo ra được cái màu vậy đó. Đây mấy chuột con hay ghét không? Như chuột con thì nó chưa bung đuôi, nhỏ thì chưa có bung. Trời nó thiệt cái giờ tôi là tôi dạng dữ lắm chứ ngày xưa tôi gặp này tôi chạy mất dép rồi đó. Tôi đã khắc phục được cái bệnh sợ chuột của tôi rồi đó. Các bạn mới hỏi tưởng anh em sợ chuột mà bây giờ cầm. Ok các bạn, mình đã giống như mình đã từng kể á, cái mình đã tìm ra được cái nguyên nhân sợ chuột của mình. Là ngày xưa thật ra mình đã rất là nhiều lần đặt câu hỏi là tại sao cái tướng mình bự chà bá vậy mà lại gặp con chuột lại sợ. Thì mình mới nhớ lại ngày xưa là cái bà vú giữ mình á, hồi đó nhà mình ở trong chợ Cầu Muối. Ở trong chợ Cầu Muối rất là nhiều chuột mà con nào con nấy khủng khiếp luôn, chuột cống mà. Thì cái bà vú nuôi mình á rất là sợ chuột luôn. Thì lúc đó ẵm mình trên tay nè, mỗi lần thấy con chuột là nhảy giật giật giật. Tự nhiên mình bị cái gọi là cái phản xạ có điều kiện như vậy luôn. Lớn lên ấy mình bị sợ vậy luôn các bạn. Rất là nhiều lần mình quê luôn á, là mình hỏi tại sao mình bự vậy lại sợ con chuột. Thì khi mà chúng ta hiểu được cái nguyên nhân là tại sao chúng ta bị cái đó thì từ từ nó khắc phục. Thì hiện nay là mình tất nhiên là chưa có hoàn toàn đâu, nhưng mà mình tự tin hơn rất là nhiều. Ví dụ như nãy mình đứng trước nguyên một cái đàn chuột rất là bự ở dưới kia luôn kìa mà không có cảm giác sợ nha. Nhưng mà ví dụ mình đi ngang bãi rác tự nhiên nghe kêu chít cái tự nhiên lạnh xương sống. Không có thấy mặt nó thì cái gọi là cái nỗi sợ từ bên trong á, tự nhiên nghe tiếng chít cái là thấy ớn lạnh. Nhưng mà khi mình đứng trước mặt nó, đối diện với nó đó thì lại không có gì để sợ hết. Giờ mình đang cầm nó trên tay rồi. Dạ nói chung này là mình khắc phục được nó rồi. Nhưng mà con này cũng không giống chuột. Nó cũng khác chuột. Nhưng mà hồi xưa anh nhìn vậy anh cũng hơi ớn ớn. Vậy anh chuột, anh sợ hamster luôn hả? Anh sợ hamster luôn. Vậy hamster luôn mà anh sợ là cũng lại luôn rồi đó. Cái răng á, nó tại cái răng của nó cạp cạp hay khó chịu lắm. Anh không có thích gặp nhắm ở chỗ là nó cạp 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 cái răng. À, nhưng mà nói chung vậy là tiến bộ giỏi lắm rồi các bạn. Đột sức luôn á. Tiến bộ cách đột sức kỳ. Cũng nhờ đi đó đi đây gặp này gặp kia. Cảnh anh không sao đâu anh. Sợ nó té một cái tội nghiệp nó. Con này là cục cưng. Dễ cưng có tên không em? Không, anh em cũng ngại đặt tên. Làm biến ha. Với lại nhiều quá. Nãy giờ anh em thấy chuột con đơn giản. Với lại các bạn biết không, con chuột á, cái điều mà mình cảm thấy gớm nhất ở con chuột chính là cái đuôi. Nhưng mà cái đuôi này nó quá dễ thương luôn các bạn. Cái con này nó lại đặc biệt, cái đuôi nó đẹp nhất. Đuôi nó quá dễ thương luôn. Tuyệt vời luôn. Ăn ban đêm không à? Ăn ban đêm không anh? Ban ngày ngủ không? Ban đêm là nó action nhiều hơn, nó đúng ra không? Nó ăn rồi ban ngày nó nằm nó ngủ thôi. Một năm nó đẻ được mấy mùa thôi, chắc đẻ liên tục nó như hồi chuột. Em cũng không biết luôn, em cũng mới nuôi đầy. Mà anh cũng dày được mấy bầy vậy ha? Cũng nhiều, anh cũng mấy chục bầy á. Trời ơi. Bây giờ giá trị nó cỡ nhiêu ta? Rẻ lắm anh, hồi đó em nhập về mắc giờ rẻ, giờ còn có 200.000 con anh. 200.000 con, hàng kia anh thấy mấy bạn nhỏ chơi quá trời luôn. Tìm cố gắng mình làm xuống nó rẻ lại thì anh em mới chơi dễ. Nhất là mấy bạn nữ á, này bỏ túi đi chơi đó, bạn thường thường bỏ túi đây nè. Đeo túi bao tử đeo đổi vô. Nó gọn hơn con sóc bay một chút. Sóc bay nhiều con cũng hung lắm nha. Dạ, sóc bay thì phải nuôi từ nhỏ, phải chơi nó nhiều không nó quên. Sóc thì nói chung hỏi sóc thì nó mau quên. Nhưng mà bạn nào mà có dịp cầm bé này bên ngoài á thì nó phải nói là nó không khác với một cục bông gòn á. Thì nó mềm, nó mịn. Nó ú na ú nù. Nó ú na ú nù. Nó mặt dễ thương ghê. Mắt tròn xe đen ngáy như hai hột nhãn. Lỗ tai cũng nhỏ nhỏ xinh xinh. Đây là cái hamster bê không phải đâu. Này đâu phải hamster bê. Hamster không có đuôi. Hamster nó không có đuôi. Con này đẹp cái đuôi.
Này nó cũng nhiều biến thể màu hả ta? Dạ, con phun trắng mấy lắm anh, phun trắng bên Thái nó bán tới mười mấy triệu á. Nó là dạng đột biến. Dạ. Nó có dòng albino cho ta, mắt đỏ lắm không? Không, nó mắt đen, nhưng mà con phun trắng nó dù cho ba mẹ trắng đẻ ra cũng không phun trắng được. À. Nhiều khi hai con xám đẻ ra lại con đốm trắng. Ừ. Hai con cha mẹ không trắng mà đẻ, cha mẹ trắng mà đẻ con không trắng nữa, nói chung nó cũng màu nó ngẫu nhiên thôi. Vậy là gen của nó không có. Dạ không ổn định, không hiểu, mình cũng hiểu, nó cũng chả hiểu nổi. Nhỏ xíu luôn các bạn, nằm trên lòng bàn tay. Thì ao ước là thử mình làm may mắn mình được con phun trắng. Ừ. Em đó là mục tiêu của em à? Không có, không có mục tiêu anh, tại cái này hên xui quá thì không có, không đặt mục tiêu được. Ừ. Nó sự may mắn thôi. Quá dễ thương luôn. Như vậy mua đâu? Nhiều bạn hỏi mua ở đâu à, comment bên dưới mình sẽ chỉ chỗ cho các bạn mua nha. Thì mình chỉ chỗ là... thôi chứ mình không có bán nó, mình sẽ chỉ chỗ cho các bạn mua nha. Do cái này là nó là sự ngẫu nhiên nên nó độ khó nó cao hơn. Ờ. Nó còn cái sự gọi là sao ta, may mắn à, có cái xác suất thấp quá. Nhưng mà được cái tụi này nó nhanh. Dạ. Nó được cái là nó sinh sản, cái dòng nó cũng nhanh, nó đỡ cũng lâu. Hình như anh thấy cũng phải 2 tháng đẻ một lần. Nó cũng chậm. Chậm hả? Dạ. Thôi anh chơi Ego anh thấy về nhanh là Ego tính bằng năm không à. Đơn vị tính năm không à. 2 tháng mà khó lấy con lắm á. Nói gì chứ nó cũng cắn con nó hoài à. Ờ. Dạ. Ừ, cái dòng hamster với dòng chuột nó có một cái vấn đề là nó bị si chết gì đó. Dạ. Nó dứt con nó luôn. Thấy cũng hơi ấn ớn. Dạ. Bữa em ra con cũng đẹp lắm mà nó gần như là trắng hết. Có đầu đen thôi mà nó con thành hình rồi, một cái ra lông mà nó cắn ngang con luôn. Không biết sao ha, dạ. Có đọc được tài liệu nó giải thích nó là stress có... Tại stress mình nuôi nó chuồng nó chặt quá, nhiều khi nó stress. Nên là cái bất lợi của những người nuôi nó nhỏ như em á thì nó cũng có cái bất lợi. Ừ. Lông nó mịn cực kỳ luôn á bạn, mịn ơi là mịn luôn. Con này chơi queo là siêu đẳng. Ừ. Tối là chơi queo leo trèo bốn nhảy. Nhìn nó vui. Thích chơi đồ chơi. Thích chơi đồ chơi đó hả? Tối nó mới ra chơi chơi khí thế luôn. Ôi da, sao mày cạp tao? Nó cạp mình cái mình nổi da gà các bạn. Nó cắn nhẹ cái mình nổi da gà liền. Dễ thương. À. Nhỏ gọn, mấy bạn đi làm học sáng chiều thì đâu cần phải lo suy nghĩ nhiều. Nó ăn buổi tối thôi, cho nên là buổi tối thì ai cũng phải về nhà cho nên là nó. Đúng rồi. Nó ok thôi. Hợp với lại đại đa số thời nay. Dạ. Full cả ngày bận rộn rồi buổi tối bắt đầu hoạt động về đêm. Nó bạn chơi nhiều là nó ngoan à. Cái dòng này nói chung con nào cũng vậy, thú dữ hay thú hiền gì cũng vậy, phải chơi. Chơi nhiều tăng cái độ tương tác lên. Dạ. Là nó ngoan ha. Thì nó tự tin, nó tin mình thì nó sẽ ok thôi. Đây, một con bét nằm trong lòng bàn tay, rất là dễ thương, rất là ngoan luôn. Chi phí chăm sóc cực kỳ rẻ. Dạ. Ăn uống đơn giản. Đặc biệt con này nuôi được bầy đàn anh. Bầy đàn, à. Dạ. Nuôi được bầy đàn nãy giờ anh quên hỏi. Bầy. Dạ. Đàn luôn hả? Dạ, nó không có cắn nhau. Nghĩa là một đực mà nhiều con cái hoặc là hai con đực mà nhỉ. Ý là cái chuồng mình to, đủ to là nó nuôi bầy đàn, nó nuôi con chung luôn. Một con cái đẻ với con cái kia nó nuôi chung. Oh. Cho nên nó ok hơn hamster. Hamster thì không nuôi bầy đàn được. Hamster nó cắn ghê. Em nuôi trong cái chuồng Mika kia em nuôi bầy đàn á. Chơi lum queo quá, nhưng mà tại sau này mình nuôi công nghiệp thì không có nuôi được kiểu đó được. Mình thấy nó hay mình mới phát triển cho anh em chơi, anh em trải nghiệm thử. Cái gì hay thì mình chia sẻ thôi. Tuyệt vời, anh thấy em cũng chịu khó tìm tòi. Dạ. Nghiên cứu lắm à. May mắn anh đâu có ai chỉ mình đâu, mình tự gái thôi. Ừ. Cũng thất bại nhiều. Nhưng mà thất bại nhiều nó mới có nhiều bài học quý giá. Dạ. Đem về lúc trước đẻ mà tao nó ăn con nó hoài. Dễ thương không? Ừ. Ai mà sợ chuột á, mà muốn khắc phục cái tình trạng này thì có thể đón một bé về. Yeah. Giống như mình là sợ chuột chúa vậy các bạn. Yeah. Bây giờ thấy không? Không, nhưng mà nó không có hành vi giống con chuột lắm ha. Nó. Yeah. Hành vi nó giống con sóc hơn. Con sóc. Cái hành. Yeah. Vi nó giống con sóc hơn là con chuột. Thích bò xung quanh mình rồi. Nhanh. Quá dễ thương. Ngoan nhất nhà. Con này nó chịu mát hay chịu nóng ta? Dạ, nói chung là nó thấy nó tránh gió là được. Tránh gió. Dạ, đừng có hầm nóng quá thì nó sẽ bị sốc nhiệt. Ừ. Thoáng là được. Lạnh thì mình có chỗ cho nó trú là nó ok. Ừ. Tính ra nó dễ. Dạ. Sống, rất là dễ sống. Nó phù hợp với nhiệt độ của mình, của miền Nam.
miền Bắc em nghĩ nuôi cũng được bình thường, tại vì mấy bạn cũng nuôi trong nhà thì nó cũng chả ảnh hưởng gì. Nay tôi lì, lì hú hồn luôn á. Tới đâu rồi, em con đi tới đâu rồi con? Con đi tới đâu rồi, đi tới đâu nổi da gà tới đó đó. Cái đuôi kết nhất cái đuôi. Cái đuôi đẹp quá, đuôi dễ thương. Ok. Rồi, ok anh em ơi. Đây là một bạn sóc chuột rất là dễ thương, kích thước rất là nhỏ gọn. Chi phí để mà chăm sóc bé nó cũng rất là rẻ luôn, và đón về cũng rất là rẻ luôn, phù hợp với học sinh, sinh viên. Đó, và cái môi trường sống cũng đơn giản. Cái này tại vì Hoàng nuôi ghép cặp đẻ thôi, chứ còn anh em mà có thể mua mấy cái chuồng mà có Mika đẹp, có queo đồ cho nó chạy, nó nhảy. Đó, buổi tối khi đi học, đi làm về chúng ta cho bé nó ăn xong rồi sẽ coi bé nó vận động chạy nhảy rất là coi như rất là năng động luôn á, rất là dễ thương luôn. Đó. Thì đây là một dòng pet mới. Mình thấy là phù hợp với lại học sinh sinh viên đó, rất là dễ thương đó, tính cách nó cũng không quá hung ha. Nãy giờ nó không có cắn mình miếng nào, nó nhấp nhấp chơi thôi. Chứ còn mấy con hamster nhiều khi nó giữ như quỷ, bởi nó cắn mình chảy máu luôn á. Thọc thọc tay vô nó cắn một cái chảy máu luôn. Đụng nhầm cam beo giữ. Giữ. Và cái điều mình thích nhất chính là cái đuôi sóc này nè, cái đuôi sóc này nè. Nó mình có con sóc ngang á, con ngang này bự hơn nó nữa. Ngang đúng rồi. Dạ, con ngang bự hơn nó, trên anh ngang nhiều lắm. Dạ, ngang bự hơn, nhanh hơn, nó lẹ. Ừ, lẹ lắm, phóng ao 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 luôn. Ngang màu cũng đẹp lắm. Dạ, đẹp mà, ngang là đẹp. Đẹp nhưng mà cũng khó chăm mà. Dạ. Tới mùa chăm. Ấy nó anh cưa cây ấy, nó có mấy ngang con á, đổ đẻ anh đem về nuôi đút sữa. Sống được đâu 10 ngày tự rụng. Dạ đúng rồi, tại vì mình không hợp sữa anh. Ừ. Không hợp sữa là rớt à. Mình có kiên trì nó cũng vậy à. Ừ. Rụng. Đúng cái sữa của nó mới được. Rất là dễ thương luôn. Lúc mà sữa gì, sữa ông Thọ hả? Vinamilk. Sữa Vinamilk. Đó, nếu mà phải đi sữa mèo thử. Sữa mèo hả? Ừ. Sữa mèo thì mắc. Ừ. Thì mình đại thôi mà, mình vô tình mình cưa cây ấy, mình thấy nó rớt xuống ấy, mình thấy tội quá, anh đem lên mình dưỡng. Chứ mình cũng đâu ý định bắt đâu. Rất là dễ thương luôn. Thì theo như ông chủ chia sẻ thì bé này là khoảng bao nhiêu tiền ta? 200-300 hả? Dạ, cái màu full xám nó này nó rẻ, anh có 200 mà. 200. Full xám mà cái đuôi trắng thì có 200 thôi. À, như bé này là không phải bé này ha, nhưng mà cái kiểu hình giống vậy, full xám đuôi trắng thì khoảng 200k. Rồi mắc hơn là thế nào? Mắc hơn là cái đốm trắng vậy nè, khoảng 400. À, có thêm cái đốm trắng này là dạ. 400. Càng trắng nhiều càng mắc hơn. À. Đó. Tại cái xác suất nó là ngẫu nhiên hên xui. Xui nhiều hơn. Xui nhiều hơn. Đó các bạn, thì nó tầm khoảng đâu đó từ 200-300 thôi. Đó là chúng ta có thể đón đế về rồi, còn cái chi phí chăm sóc hàng ngày thì nó rất là rẻ thôi. Không có nhiều, nó ăn trái cây, ăn rau củ, ăn thức ăn hạt. Rất là đơn giản, không có đòi hỏi thời gian ta chăm sóc nhiều, tại vì ban ngày nó đi ngủ không à. Ban đêm nó mới dậy nó ăn xong rồi nó chơi chút xíu. Đó, cho nên là rất là thuận lợi cho các bạn mà phải đi làm, đi học cả ngày full day luôn. Đó, rồi anh em nào mà muốn mua thì có thể comment bên dưới, mình sẽ chỉ chỗ cho các bạn mua ha, mình giới thiệu chỗ cho các bạn mua rất là dễ luôn. Mình không có bán nha, mình không có bán nha, mình sẽ chỉ chỗ cho anh em mua thôi. Rất là dễ thương. Ok mọi người, rồi chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe và xem clip vui vẻ ha. Mình sẽ tiếp tục đi tìm tòi những cái bạn pet hay ho, hoặc là những cái bộ môn nào đó vui vẻ hay ho, nhân văn để giới thiệu tới mọi người, để chúng ta cùng làm cho cuộc sống nó vui vẻ và tốt đẹp hơn ha. Bye bye. Nhiều người.